Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình là Tiểu Từ Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người nhá. Chúc mọi người giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hay nhấn like, subscribe, chia sẻ video và nhấn đăng ký kênh để chuông thông báo nhận video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc anh em một buổi sáng thay đổi vui vẻ nhá. Xem video mình cái vào ăn, xem video mình cái vui vẻ và thoải mái nhất của mọi người rất là nhiều. Rồi giờ chúng ta sẽ vào đây và điểm qua event cũng như thời tiết trong sáng hôm nay nha anh em nha. Đầu tiên sẽ là thời tiết. Hôm nay trời đẹp anh em. Có báo cát và tuyết nhiều nha. Báo cát và báo tuyết chứ nhầm. Báo cát và báo tuyết anh em nha. Báo cát thì có Ragnarok đấy. Còn đầu báo tuyết thì có chim ác anh em. Tranh thủ thời gian bắt nha. Mình thì đang tích vé để đợi hôm qua quên không bắt anh em KQ game á, mình đang tính bắt KQ game về nuôi dần để lên 75 là có viện trợ luôn. Vừa mà hôm qua thời tuyết có tuyết nhiều mà quên không bắt này. Đó, hôm qua có tuyết nhiều mà quên không bắt đi bắt KQ game anh em. Đây đó này có báo tuyết anh em. Đấy, có chim y này. Đấy, chim băng luôn. Và một số em khác nữa. Ngoài ra thì báo cát đây anh em có Zegirock, NT và Bildun nha. Xem bình thường là có em nào để bắt không ở hai thời tiết này thì có chưa tranh thủ thời gian đi bắt anh em. Báo cát thì không có em nào nạ đâu anh em, toàn bắt rồi. Báo cát thì thời gian báo cát mình bắt hết rồi. Xem báo tuyết nào. Báo tuyết à, con chim nửa này anh em này, tối nay vào ông vào chăn chim nửa với cả con này. Deep Alola này, con này cũng khá là mạnh, đánh khá là hay, hệ đất và thép. Đó. Thì mà săn đây hai bài em này về làm bộ sưu tập thêm được. Đó, anh em tranh thủ thời gian nha. Đây thời tiết đây anh em. Đó, 13 giờ 15 đến 15 giờ 15 là báo cát anh em nhá. Báo tuyết từ 20 giờ 53 đến 22 giờ 53 nhá. Anh em nhìn tranh thủ thời gian. Tiếp theo thì đến quét phiêu lưu ký rồi nhận hàng Ucha. Mình thì chưa mở phiêu lưu ký thì cô chưa full được anh em, chưa quét được. Đó, anh em tranh thủ. Như vậy thì đoạt bảo vẫn đang còn diễn ra nha anh em nhá. Nhưng mà ngày tối năm anh em tốt nhất không nên tham gia cho nó phí thêm gương nha anh em. Đang hóng mai thứ 6 không biết là có event mới gì không. Còn bên hiệp hội VIP thì chưa cập nhật lịch mới. Nếu mà có lịch mới mình sẽ thông báo đến anh em ngay. Hôm nay thứ 5 rồi, mai thứ 6 rồi anh em. Xem đồ sáng nào. Cũng chưa đủ đá, đang gom đá đồ sáng, tính đồ sáng này cho em Victory. Dù trắng trước ra nhưng mà đang gom đá anh em. Nhiệm vụ sôi lỗi, ô sáng này chưa nhận này. Nhận thôi, nhận dần là vừa. Đó, nhận dần là vừa. Nào, cái này nhận cũng khá là ngon anh em. Evan, nạp tiền trên có hot. Hôm nay nạp vào 1k được một cái lành nha anh em nha. Chả biết nạp không nhưng mình chả nạp đâu. X10 này là Rerua nha anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu rút thì liên hệ mình sẽ rút luôn cho anh em. Không anh em nhờ. Đấy, tiêu phí này 700 lại nhận được ngay 6 vé cao cấp anh em. Tranh thủ tiêu lấy vé cao cấp mà đi săn bắt nha. Game khủng. Mua lần. Thôi đằng nào cũng phải tiêu anh em. Đấy, tích chưa nổi mà lại tiêu liên tục anh em. Đó cứ lên được K4, K5 hôm nào hôm nay cứ đã sáng là lên được K4, K5 xong đến chiều là lại hết. Big Tinley đã được vào đội nha mọi người. Đó, sau 3 cố gắng thì cháu nó cũng đã được vào đội. X10 phát. Cho lên gỗ 18 không nhỉ. Hay từ từ cho em này. Con ấy của mình gần lên gần lên 200k lực chiến rồi anh em. Chắc build cho nó được tí lên 200k lực chiến luôn. Cũng vừa mới lên cấp. Build cho mấy con này lên cấp mới nào. Cấp mới, trưa này đi tổ đội lên server cộng thêm ít vàng nữa là có thể ngon lành hơn rồi anh em. Có thể ngon lành hơn. Chả vàng bữa này đốt nào. Họ vừa sáng ra đã gần hết vàng rồi. Thôi. Đấy, chào mừng cho nó 200 điểm lực chiến đầu tiên vào đội anh em nha. Nhờ vàng phát. Đó. Nhận thưởng nhẹ cái. Thế nào sáng nay tiêu, chàng cũng lên tí thì lực rồi anh em. Đấy, em bet đầu tiên đạt 200k điểm lực chiến nha anh em nha. Quá đẹp trai. Giờ chúng ta sẽ quét đến trang phục mạc nha. Đấy, giờ sẽ quét đến trang phục mạc. Sáng nay chẳng chưa mua thể lực gì hết mà anh em. Đó, đang tiêu sơ sài lắm. Mình đang để thể lực một tí để đề phòng lịch mà nó có tiêu thể lực còn mua để tích được lại anh em. Thế nên là cũng không chưa dám tiêu nhiều. Đấy, vẫn đang trong quá trình tích top. Đấy, không dám động tiêu mấy. Đó, anh em cũng hiểu mà làm sao mà tiêu được trong khi nếu nó có mà nổ ra event tiêu thể lực đúng ra còn có thể lực mà tiêu rồi thì ghép đồ thôi.
cộng 2 là 500, cộng 3 hộp này cộng mấy, cộng 2. Đó, anh em cứ tranh thủ tích góp từng ngày một như này rất là ngon. Đó, cứ tích nhân dần. Đấy, cái này lại lên cộng 3 rồi này anh em này, một cái lên cộng 3 nữa nha. Xem nào, còn cái nào lên cộng 3 nữa không. Mình đang được quả táo lên cộng 4 để mang anh em, đỡ bị thọt được chiến. Thôi, tranh thủ buổi sáng đi gu chiến phát anh em. Đây, đi bót gu chiến nha. Sáng nay sẽ làm vài trận bót gu chiến cho nó vui tí. Đánh từ trên xuống dưới đi, đánh con này đầu tiên. Đó, đánh bót gu chiến lấy điểm gui là chính anh em. Điểm gui về dùng được nhiều cái lắm. Giao đoạn đầu thì dùng để nâng cấp skin trong gui, chứ về sau toàn dùng để mua đồ để nâng cấp thân mật thôi. Giao đoạn đầu gần này nâng cấp thân mật nhiều. Thì anh em nhìn thấy đến bây giờ vẫn chưa full nha. Mấy cả như đây con ạc đầu tiên của cụm hay sao anh em, nên là nâng thân mật rất là kém. Chù, này thì được mấy hit. Xem nào, bỏ qua luôn cho nhanh anh em. 84k điểm đam nữa. Tiếp theo đến Jack Rome. Lần này rút kinh nghiệm từ trước chơi anh em. Lần này mình build một lúc 4 em lên luôn. Đó, trong đấy sẽ có hai em cùng một team và hai em cùng một team khác để nuôi thành hai team đi charm cho nó tiện anh em. Nãy giờ như bây giờ đi charm cũng rất là khỏe á. Thôi, video sáng nay cũng kết thúc đây thôi nha. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye, chúc mừng xem video vui vẻ nha. Tạm biệt.